ai, chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này kia hoa nở và hoa úa phai, nắng lên đôi thì đêm tăng thở, mây tim giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiên ngậm ngùi, nhưng con tin vào ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hồn tan. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay. Đã qua bao ngày chọn một kiếp này, dù sống hay chết vẫn tin còn ngày mai. Sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay. Cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã lên, lá thay mùa thời gian biến đổi, như vô câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Bao năm mồ mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Trọn kiếp này ai chưa được sự sống trọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, cuộc sống muôn đời, cuộc sống hiền minh. Sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.
chết để cứu trần gian, nhưng Chúa sống lại giữa vầng hào quang chiến thắng để ta cùng đường cùng sinh với Ngài. Đây người thân được nghỉ yên trong gọi là con Thiên Chúa. Giêsu giáng trần đã chịu chết để cứu trần gian, nhưng Chúa sống lại giữa vần hào quang chiến thắng để ta cùng được cùng sinh với qua miền ánh sáng, về cõi thiên thu ngôi
miền đất mới. Hôm nay người đã gọi con ra khỏi chân đời, lặng nhìn không gian đầy những người thân, đầy những bạn hữu cánh chim xa đàn, để rồi nhớ mãi, để rồi quên mau. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho chúng ta lời cầu nguyện. Lời Thiên Chúa là Cha chúng con, chỉ vì Chúa mới đang ngồi trên thiên và ban cho chúng con sự sống muôn đời. Hôm nay chúng con sẽ là người tin yêu Chúa và là người anh em của chúng con, đang cùng bám dân với Giêsu con đồng Chúa. Nhưng chúng con biết rằng Chúa đã cho Đức Giêsu sống lại, Chúa cũng sẽ cho chúng con tin tưởng cầu xin Chúa cho dù sẽ được chia sẻ vinh quang với Đấng đã từ coi chết sống lại, người là Thiên Chúa hằng sống và lên trên cùng Chúa, kể đến với Chúa thánh thần đến muôn và muôn đời. Trên cõi trường sinh tình yêu đời mới ngát hương dịu vời, chẳng còn tiếng khóc, chẳng còn đơn côi. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân coi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Cho con nghỉ yên, tháng năm dài nắng chờ ngày phương sinh hoan ca tình yêu cõi thiên đường gieo vui. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân cõi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Năm dài ngóng chờ ngày phục sinh hoan ca tình yêu cõi thiên đường gieo vui. Xin cho con dừng chân, cho con dừng chân cõi thiên đường suốt đời, để từ đây không mong gì hơn, không mong gì hơn nữa. Xin cho con nghỉ yên, cho con thank you.
dòng đừng quên tôi bao nhiêu vọng chúng con xin phó dâng hộp linh hồn ông Giuse trong tay cha, xin cho chúng con được đi phòng chăm chăm linh hồn ông Giuse để được sống lại cùng Chúa Kitô trong ngày sắp đến, cùng chung mọi người bị đau qua đời trong vấn nghĩa với Đức Kitô. Vậy xin cho con được phòng chăm từ cái thằng về chú con không biết mà hồng lưng là thiên đàng cho tôi tới Chúa là ông Giuse và cho chúng con đang còn ở lại đưa dùng lời lẽ đức tin mà an vui nhau đời này mọi người tái hồn trong Chúa Kitô được sống mãi với Chúa và bên cạnh tôi ta chính là ông Giuse. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thức phó dân và tiền viện thế kết thúc đại diện cho cộng đoàn. Trước hết, xin phân lưu với gia đình Tăng Quyến, hiệp với gia đình Tăng Quyến để cầu nguyện cho Giuse, người là một thành viên trong một đoàn giáo xứ, giáo họ, giáo hội đã cộng tác với Chúa trong ơn gọi Kitô hữu, ơn gọi hôn nhân gia đình, đã cộng tác với giáo xứ để xây dựng giáo xứ và biết bao nhiêu là những người khác. Giờ đây, trước khi về với Chúa, chúng ta đang xin Chúa đón nhận ông. Đồng thời, chúng ta cũng xin Chúa cất mọi lo toan và mong để ông có thể thanh thoát trong linh hồn bất tử, để ông có thể đến với Chúa trong niềm an vui hạnh phúc. Trong cuộc sống chắc chắn ông cũng không thiếu những lần có thể để làm cho cộng đoàn sứ giả với Chúa biết lòng. Hãy xin một lần thay lời cho ông, xin một lần mình tha thứ. Đồng thời xin ông cũng bỏ qua những lỗi lầm thiếu sót của cộng đoàn sứ giả nếu không còn cách nào đó chưa phải, chưa đủ và đang tội tội. Thì giờ đây đi, xin ông cũng tha thứ để khoảnh khắc này một người chúng ta là một nghĩa cử quan trọng trong hành trình. Cha, lần nữa đại diện cho cộng đoàn và các cộng đoàn tiện biệt ông. Còn nước mắt nụ cười,
con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Nở và hoa úa phai, nắng lên đôi thì đêm tắt thở, mây tim giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiên ngậm ngùi, nhưng con tin vào ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hồng tan. Sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết vẫn tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay. Cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã lên, lá thay mùa thời gian biến đổi, như vô câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống này bao năm mồ mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Trọn kiếp này ai chưa được sự sống trọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, cuộc sống muôn đời, cuộc sống hiện linh. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Lạy Chúa là sự sống, lạy Bà là sự sống. Xin Chúa ban cho tôi tơ Chúa, được gắn lấy trong ngôi mộ này cho tôi. Được Chúa cho sống lại trong anh trang thanh nhan Chúa, và được nhìn xem anh trang vinh cửu trên trời. Chúa hằng sống và hiện trên muôn đời. Thank you.
Thiên Chúa còn đang đàm muốn gọi tôi tới Chúa là Giuse ra khỏi cuộc sống này mà về với Chúa. Chúng ta xin gửi lời thân xác tôi tới Chúa trong lòng đất, để tôi tới Chúa trở về nơi mình phát xuất ra. Đức Kitô là đấng đầu tiên đã từ cõi chết sống lại. Người sẽ biến đổi thân xác hư hèn của chúng ta nên giống thân thể sáng láng của Người. Vậy chúng ta xin trao gửi tôi tới Chúa là Giuse cho Chúa, để Chúa đón nhận và đưa vào chỗ bình an của Người, và cho thân xác tôi tới Chúa sống lại trong ngày sau hết. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô, chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tôi tới Chúa là Giuse. Lạy Chúa, Chúa đã thấu thương Lazaro chết, xin hãy lau sạch nước mắt chúng con. Xin Chúa nhận lời. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin đôi thương ban cho linh hồn ông Giuse được sống muôn đời. Chúa đã ở thiên đàng cho người kẻ trông có lòng lối cai, xin đôi thương đưa linh hồn Giuse vào nước trời. Chúa đã cho linh hồn ông Giuse được ghi âm tin trong Đức Thánh Thầy, xin đôi thương cho ông được vào số các thánh và những người Chúa cho. Chúa đã nuôi dưỡng đôi tươi Chúa là ông Giuse trong tiệc thánh mình máu Chúa, xin đôi thương nhận ông vào bàn tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa đôi thương cho chúng con đang thương nhớ ông Giuse được an ủi trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Đức Cha trị nên, ý Cha thể hiện dưới đất cùng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay được thực hành, chúng con cùng tha thầy có lời chúng con, cho để chúng con cha sẽ cam rồi, đừng cứ chúng con cha. Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân hậu thương đến tôi tới Chúa là Giuse đã qua đời, mà tha phạt các hành vi của tôi tới Chúa khi còn sống. Tôi tới Chúa đã có lòng lúc nguyện vâng theo thánh ý Chúa. Vậy ở dưới đất đức tin chân thật đã liên kết tôi tới Chúa với cộng đoàn các tín hữu, thì trên trời xin Chúa nhân lành cũng cho tôi tới Chúa được xung họp với hàng ngũ các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Tôi tin Đức Chúa Trời là Cha vô cùng những nên trời đất. Tôi tin Thiên Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sinh bởi bà Maria. Chiều nàng đời con không siêu phi la, điều đóng đinh trên gai thánh giá chết và lăn xa, xuống ngủ tổ tông ngày thứ ba rồi trong về chết mà sống lại. Bên trời ngự bên hiệu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống hoang chết kẻ sống hoang kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các thánh trong công. Tôi tin mẹ tha tội, tôi tin xác loài người ngay sau sông lời, tôi tin hằng sông vậy. Amen. Xin Chúa cho Giuse mới qua đời được nghỉ ngơi đời đời. Xin Chúa cho Giuse mới qua đời được nghỉ ngơi đời đời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Xin Chúa dâng Giuse mới qua đời được nghỉ ngơi đời đời. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Các nghi thức đã hoàn tất, ta sẽ đây dâng người người có trách nhiệm như đã giúp ông về nơi anh nghỉ cuối cùng. Sau đây
đại diện gia đình tăng quyền có đôi lời rồi không đâu. Con xin thay mặt cho gia tăng, chúng con cũng xin bày tỏ lòng biết ơn đến những người thân, bà con lối xóm đã đến chia sẻ nỗi buồn vui cùng gia đình chúng con, những lời động viên, những cử chỉ quan tâm của mọi người đã đem lại cho chúng con niềm tin và hy vọng để tiếp tục trong cuộc sống. Đặc biệt, chúng con cũng xin cảm ơn đến cha xứ, các dị dòng tu và quý anh chị em đã chuẩn bị cử hành các nghi lễ tang lễ cho người thân yêu của chúng con. Bài giảng của cha và những lời cầu nguyện của quý cha, các dị dòng tu, các quý anh chị em đã giúp chúng con hiểu rõ hơn về tình yêu và sự sống lạc trong Thiên Chúa. Một lần nữa, chúng con xin hết lòng biết ơn sâu sắc đến cha, các chị dòng tu, hội đồng nội vụ giáo xứ, ban ca đoàn và các ban đoàn giáo xứ đã giúp chúng con tổ chức tang lễ nghiêm trang và tình cảm. Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự thông cảm và lượng thứ. Con xin hết lòng cảm ơn. Đón chờ ta.
đón